Sáng nay 27 tháng 1, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 tổ chức hội nghị trực tiếp và trực tuyến. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các Phó Thủ tướng cùng tham dự, đồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ dự tại điểm cầu Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ. Đồng chí Trần Việt Trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ báo cáo với Thủ tướng Chính phủ. Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của người dân, công tác phòng chống dịch COVID-19 theo nghị quyết 128 của Chính phủ, Cần Thơ đã từng bước kiểm soát dịch bệnh. Từ ngày 24 tháng 1 năm 2022, cấp độ dịch toàn địa bàn đã trở về cấp 1 vùng xanh bình thường mới. Sản xuất kinh doanh trên đà phục hồi, kinh tế xã hội tháng 1 năm 2022 có bước khởi sắc, nhiều ngành lĩnh vực đạt mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ, tạo thêm niềm tin, niềm hy vọng mới khi thành phố chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, tạo nên khí thế, động lực mới trong triển khai thực hiện mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022. Đến nay, thành phố đã tiêm được 2.535.576 liều, tỷ lệ bao phủ tiêm chủng mũi 1 đạt 98,62%, mũi 2 đạt 96,93%, đối với nhóm từ 18 tuổi trở lên. Tỷ lệ này ở nhóm trẻ từ 12 đến 17 tuổi lần lượt là 96,23% mũi 1 và 88,98% mũi 2. Thành phố cũng đã triển khai tiêm 497.288 liều bổ sung, mũi nhắc cho người đủ điều kiện đạt 50% dân số. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân thành phố đã chuẩn bị kế hoạch tổ chức chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 mùa xuân năm 2022, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, với tinh thần tiêm chủng nhanh xuyên Tết, đồng thời khẩn trương xây dựng và hoàn thiện chiến lược y tế phòng chống dịch COVID-19 trong giai đoạn bình thường mới. Trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, thành phố đã quán triệt và triển khai nghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch, quản lý chặt chẽ diễn biến của dịch, đặc biệt là biến chủng Omicron, đảm bảo an sinh xã hội cho người dân, để mọi người, mọi nhà được hưởng một cái Tết đầm ấm, an toàn, hạnh phúc. Lãnh đạo thành phố cũng kiến nghị Chính phủ hai vấn đề trọng tâm trong chống dịch bệnh, đó là Bộ Y tế sớm tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược chăm sóc sức khỏe toàn dân trong tình hình mới, quan tâm hướng dẫn người dân tự chăm lo sức khỏe học đường, sức khỏe trong các cơ quan đơn vị doanh nghiệp, đầu tư cho tuyến y tế cơ sở đủ năng lực điều trị tầng 1 và tầng 2, đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư y tế chuyên sâu, sớm mở cửa du lịch trong điều kiện bình thường mới và cho phép mở cửa các chuyến bay quốc tế đến sân bay Cần Thơ để kiều bào một số nước trở về miền Tây đón Tết Nhâm Dần 2022.